mình và Jimmy trở thành một tay đua xe đạp. Nhưng mà các bạn biết không, cùng là tay đua xe đạp nhưng mà một người thì rất chi là bờ rồ đẳng cấp số 1 thế giới, còn một người là núp các bạn ạ. Tụi mình vừa đạp xe đạp vừa bắt cua qua 100 màn chơi rất khó khăn. Nào là laser nè, nào là cái bẫy mà gọi là nguyên một cái banh bự khổng lồ đẩy mình xuống vực luôn. Theo bạn thì mình là bờ rồ đẳng cấp hay là núp? Để lại bình luận ở bên dưới nha. Ok được rồi, bây giờ thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình đi để xem video mới nhất khi ra mắt nha các bạn. Còn bây giờ đi, chúc các bạn xem video vui vẻ. Let's go. Đồ Jimmy đạp xe đạp mà sao cái chân của Jimmy giống như bị què vậy? Ê, để tôi lọt xuống dưới cho hết què. Ôi giời, Jimmy lủi xuống. Nó vẫn bị què, hình như là có vẻ như là nó như vậy rồi đó hay sao á Jimmy ơi. Ôi, hình như chúng ta có thể nhận được phi chiếc xe gì kìa. À, hình như là mình mời bạn bè chơi game là mình được phi hay sao mọi người ơi. Thôi mình không cần mời đâu. Được rồi, bây giờ trò chơi này là trò chơi như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc chơi đó nào. Đạp đua. À, đồ Jimmy đạp nhanh nha Jimmy. Đỡ tôi với. Tôi nhanh hơn bà luôn rồi chứ mày. Ủa sao không gì nhanh hơn vậy? Mà vừa chạy vừa nhảy. Ôi chỗ này, ôi sao mà đập lẹ đi. Ui, cẩn thận các bạn ơi, cẩn thận các bạn ơi. Mấy cái pha này ghê ghê lắm các bạn ơi. Có khi nào mình lọt xuống dưới luôn á các bạn. Ôi phút trên là có mấy cục gì đập qua đập lại nè các bạn ơi. U là trời. Ui u mày kết cái này khó vậy trời. Ở đâu Jimmy qua được kìa. Ô tôi cũng qua được rồi, Ở đâu Jimmy ghê ta, tay lấy lụi ta. Lên lụi xuống xuống hố. Ui chú. À, đúng là xe dở có khác các bạn ơi. Qua được rồi. Khó lắm á Jimmy ơi, khó lắm á, tôi thấy khó lắm á Jimmy ơi. Ôi, từ cái này khó lắm Jimmy ơi. Từ Jimmy ơi, tôi đang sợ lắm Jimmy. No. Trời ơi, vô mấy cái đỏ đỏ mà phát sáng là mình chết đó nha, nên cẩn thận nha Jimmy ơi. Vậy giờ tôi không vòng vượt qua được trái banh. Jimmy không vượt qua được trái banh các bạn ơi, giỡn đi chứ. Tôi đang vượt qua được rồi. Ôi, đậu xanh. Đây rồi, hên quá các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo là nhảy cái này nè. Trời ơi, cái này khó dữ trời. Ủa cái này cái lúc đó mình không được nhảy lên hả ta? Ui, khum cái đầu xuống nha. Ồ, à cái này nó không tới đầu mình các bạn ơi. Ok, vậy là mình đã vượt qua tới cái màn này rồi. Ui, cẩn thận. Jimmy đang ở đâu? Jimmy đang đâu rồi? Jimmy ngược hướng luôn rồi. Sao á, lủi xuống dưới đây cho nó hồi sinh lại cái điểm checkpoint của bạn. Ui, trời ơi, hên quá. Cấm đau. Thôi, trời ơi, bình tĩnh các bạn ơi. Chơi cái trò này là mình phải giữ cái đầu lạnh. Trời ơi, đúng là vua xe đạp các bạn ơi. Trời ơi. Jimmy vẫn bị kẹt cái banh hả? Không, qua rồi. Ghê, qua được rồi. Trời ơi, tôi đang múc ở ngoài này cái này. Yeah, tiếp tục các bạn ơi. Lên. Trời ơi, đúng là vua xe đạp nha các bạn. Ây cha. Đó. Trời ơi, sao mấy cái khe này nhiều dữ vậy trời. Ôi. Yeah, xua. Trời ơi, đó, nhanh quá cũng không tốt nha các bạn ơi. Chạy xe đạp thôi cũng khó nữa ha, cùi bắp thì chứ. Trời ơi. Tiếng la hất hành luôn các bạn ơi. Game này dễ vậy mà Jimmy chơi cũng không được nữa các bạn thấy không? Jimmy quá là cùi bắp. Ông cùi á. À, được bao nhiêu phần trăm rồi? Tôi được có tận 4 mấy phần trăm rồi đó. Trời ơi, hên. Ở đâu mình? Không có gì hết, các bạn ơi. Đây mình chạy ngoài này nha các bạn. Ôi trời ơi, quá điêu luyện. Từ từ checkpoint này cái đã. Được rồi, giờ tới mê cung luôn hả trời. Mình chích lõ các bạn ơi, chích lõ. Vậy là mình biết được đường ra đâu liền. Ôi trời, đúng là chích lõ mà. Ôi trời ơi. Ok con dê. Úi ơi, quá đơn giản các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà lạng lách đánh võng dữ vậy trời. Rồi ok, được luôn. Ôi ôi, tưởng qua được luôn là tuyệt vời luôn mấy bạn ơi. Hình như qua được á. Có thể qua được. À, chấp niệm mà. Tôi đã bảo không được rồi mà cứ cố chấp. Đi đường an toàn đi, không chịu đi. Cố chấp. Vậy là chết các bạn. Ok. Ôi giời ơi. Trời ơi, bây giờ qua tới cái banh khác luôn hả bạn ơi. Ê, qua. Trời ơi, đâu. Trời ơi, dễ gì cưng. Xưa rồi dễ. Chị em ơi! Chị em ơi! Chị em! Ôi! 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 Ôi!
vẫn còn sống các bạn ơi. Yêu rồi, đúng là bờ rô xe đạp. Ui, trời ơi, tôi quá mừng đi. Ui, ôi, tốc độ siêu thanh rồi các bạn ơi. Ui, tôi đạt đến tốc độ siêu thanh. Ui, cái này tốc độ không có được đâu à. Ui, Jimmy không có hợp mấy cái bắt. Jimmy vẫn đang rất là khó khăn các bạn ơi. Còn mình đang rất là dễ dàng. Quá dễ cho một cuộc tình. Ui giời ơi. Yeah. Lại qua được rồi anh em. Lại qua được rồi. Ok, bây giờ chỉ có mấy trái banh nó mới làm mình khó. Mình sợ rồi các bạn ơi. Không thấy đường vậy nha. Không được nha. Ui, trời, hết hồn bà nội ơi. Oh no. Trời ơi, miệt mài từng cù cố gắng từng ngày. À, được chưa? Không biết nữa. Chậm mà chắc. Từ từ thôi, không có gì mà vội hết. Không có gì giật đồ, mình đạp xe đạp chứ không có đi giật đồ. Rồi, ok. Đây rồi, ngoan xin yêu ơi. Ok. Yes sir. Hey. Không tới à. Trời ơi, khó dữ trời. Đây rồi. Ui. Dừng xe. Chậm lại. Con ơi, an toàn giao thông con ơi con. Trời ơi, cái gì mà xe đạp địa hình nữa trời. Cái gì mà khó vậy đó. Má ơi, hết hồn. Bỏng. 34% vậy. Bà này 34%. Rồi ôi, quá đơn giản như đen giỡn các bạn ơi. Ôi dồi ôi, cái khe này sao nó nhỏ dữ vậy trời. Trời ơi, nhỏ thế nào thì tôi cũng. Ui, thắng lại mày ơi. Chậm mà chắc giùm tôi. Ui ôi, đơn giản dữ vậy trời. Ê, tôi thấy đi được bên hông của nó nhanh hơn á mọi người. Nhưng mà tôi lỡ đi vô cái dốc này rồi nên nó lại đi hơi chậm. Tại vì nó phải leo dốc á mọi người. Ui dồi. Rồi, Jimmy khóc rồi các bạn ơi. Jimmy khóc rồi. Lạng lách đánh võng. Ui trời ơi, đơn giản như đen dở. Không có gì khó hết. Chỉ là cho tôi quá vấp thôi. Quá vội thôi mọi người. Về đích nào. Trời ơi, sao làm khó được tôi được. Hả? Ồ. Hây. Về đó. Trong vòng 15 phút là tôi có thể về đích được. À đù, tôi VIP dữ. Jimmy đang cố gắng từng ngày các bạn ơi. Ok, còn tôi coi. U, cà lam luôn. Ủa này có rương nữa này các bạn ơi. Làm sao để mình mở rương được đây. Mình muốn gacha anh em ơi. Ui, trúng chiếc xe đây là bú đậm anh em ơi. Ui. Mô tô xì bay đi được chứ. Cái gì đây. Dừng. Tôi lừa tình em ơi. Không có cho tôi các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe gì mà đẹp dữ vậy trời. Fire in pay. Tôi không biết tôi đọc đúng hay không nữa, nhưng mà thôi chắc là đúng đưa. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đạp về cái chỗ restart thử coi. Về đây Golden Reward này là gì? À, cho tôi chạy nhanh thôi, đạp nhanh thôi bạn ơi, không có gì hết. Jimmy đua tới dần bao nhiêu rồi? 57 thôi à. Giờ này mà Jimmy mới 57 đâu các bạn ơi. Là trời á trời. Đâu để tôi chạy tới kiếm Jimmy rồi các bạn. Các bạn có thể kiếm được Jimmy nhanh gọn lẹ không nha các bạn. Trời ơi, mình dí được Jimmy rồi các bạn. Jimmy được 68%. Có lên Jimmy ơi. Có lên Jimmy ơi. Ồ, Jimmy đô. Dữ. Có lên Jimmy ơi. Đạp xe đạp mà nãy giờ chưa về đích được nữa các bạn. Mình đi vòng thứ hai rồi, mình còn đuổi kịp bả nữa. Ôi giời ơi, mình té luôn mày. Ôi trời ơi, vào cái khe này nhỏ lắm á nha. Cẩn thận. Chạy nhanh lên, không cần sợ. Bạn này đây bà chạy theo tôi nha. Tôi canh cho. Ngu nè. Ôi. Lại thôi. Quá. Dừng lại. À, hiểu rồi không? Hiểu rồi. Vậy. Rồi. Ok. Tay đua F1. Đúng rồi, chậm mà chắc thiệt sự luôn hả bạn. Ôi, cho bạn coi nè. Đó, con mẻ nè. Ôi trời ơi. Đây con mẻ nè. Editor zoom vô giùm gần giùm mi giùm nha. Nè. Tới rồi. Ôi ôi ôi, cẩn thận nha. Ôi trời. Sao quá vậy? Ôi
Ôi, ơi, bình tĩnh, bước cuối rồi, Jimmy ơi, bình tĩnh Jimmy ơi. Ôi trời ơi, ơi, Jimmy vượt qua cái một luôn rồi. Rồi, cái này phải né qua né lại. Trời, ngu, từ từ, tôi kêu từ từ chạy đường giữa đó, đừng có chạy đường ra ngoài, chạy đường giữa nè. Nè, bà coi tôi này, tôi chạy trước đi. Nè, đó, chạy qua đúng không? Chừng nào nó lách qua thì mình lách qua lại rồi, đó, vậy thôi. Ghê. 3% rồi, 6% rồi. Sắp phá đảo rồi Jimmy ơi, cố lên Jimmy ơi, sắp phá đảo màn 1 rồi, nó còn mười mấy màn nữa. Ghê, ok. Rồi, một đường thẳng thôi, còn được nữa thì thôi luôn đi. Rồi, một đường thẳng luôn, nhảy luôn, tôi nhảy, không có gì khó hết. Này mới khó rồi, về đích rồi đó Jimmy ơi, về đích rồi đó. Không được nữa thì thôi luôn đó. Sợ. Yeah, về đích rồi, vô đích rồi đó. Ê, bà Tâm cộng bao nhiêu phút? Tôi không biết nữa. Còn cái bên trái kìa. Bên trái có trên có số phút á. 35 phút. Tôi, các bạn thấy không? Lần đầu tiên tôi thắng là chỉ có 15 phút thôi. Jimmy tới 35 phút luôn các bạn ơi. Mà Jimmy coi đi qua bên đây coi nè. Màn 1, màn 2, màn 3, màn 4, màn 5, màn 6, màn 7, màn 8, màn 9, màn 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 cái lận. Mình lỡ vậy chơi được không? Các bạn có đồng ý để cho tụi mình chơi tiếp những cái màn sau thì các bạn comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ đây. Bye bye. Bye bye. Nhớ đăng ký cho tôi nha.